ví dụ em và em bạn cãi nhau ấy, là xong bảo ông ơi tôi xin lỗi ông, xong thôi hai thằng bình thường luôn. Nhưng thằng này nó không chấp nhận cái như thế đâu. Alo, đâu rồi? Đi bằng gì ấy? Taxi à? Bộ mà nhanh thế. Mới có 20 phút chứ mấy. Để đứng đấy nhá.